Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 34 trang 74 tập làm văn. Bài đọc Vươn tới các vì sao. A. Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Gagarin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô, cũng là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại đã bay thành công một vòng trái đất trên con tàu vũ trụ Phương Đông 1 vào ngày 12 tháng 4 năm 1961. Ngày 12 tháng 4 đã trở thành ngày quốc tế du hành vũ trụ. B. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Ngày 21 tháng 7 năm 1969, nhà du hành vũ trụ Armstrong, người Mỹ, đã đầu tiên đặt chân lên mặt trăng nhờ con tàu Apollo. C. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Anh hùng quân đội Phạm Tuân, một phi công đã từng gạt bắn rơi máy bay khổng lồ B-52 của giặc Mỹ, là người Việt Nam đầu tiên đã tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu Liên Hợp của Liên Xô. Như vậy thì các em vừa theo dõi bài đọc Vươn tới các vì sao. Thì các em ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao đã nghe. Như vậy các em sẽ ghi vào những cái nội chúng, ghi lại những cái nội dung chính của từng mục ở trong bài trên. A. Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Thì các em ghi nhớ những cái thông tin đã được nghe và nói lại từng mục trong bài. Như vậy chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ đó là vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, thì Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông 1. Thì đó là nội dung chính của mục A, chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Đó là ngày 12 tháng 4 năm 1961, Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông 1. Rồi, câu B, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Thì người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đó là Armstrong. Thì ngày 21 tháng 7 năm 1969, Armstrong là nhà du hành vũ trụ người Mỹ, là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ Apollo. Rồi, C, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Thì người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Liên Hợp của Liên Xô là Phạm Tuân vào năm 1980. Như vậy thì các em sẽ ghi lại những cái nội dung chính của từng mục như sau. A. Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông 1. B. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Đó là ngày 21 tháng 7 năm 1969, Armstrong, nhà du hành vũ trụ người Mỹ, là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ Apollo. C. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Năm 1980, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Liên Hợp của Liên Xô là Phạm Tuân. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.